và tú của tôi đến lúc tôi ăn gì nhé, cũng như nên ăn gì và không nên ăn gì. Bữa sáng của tôi thường từ 7 giờ, nhưng bữa sáng nay mẹ cho tôi ăn trứng gà và hạt thức ăn dành riêng cho chó. Món này tôi rất thích vì nó mát và trơn, ăn rất phê. Thỉnh thoảng mẹ cũng cho tôi ăn thịt gà, tuy nhiên tôi đang bị viêm da nên mẹ tặng thường xuyên thịt gà cho tôi. Bữa trưa của tôi là lúc 13 giờ, mẹ pha 3 muỗng sữa, nhớ là sữa dành cho cún nhé. Nếu uống sữa người là tôi bị đau bụng đó. Mẹ pha sữa trộn với thức ăn hạt, ăn kiểu này vừa mát vừa béo. Tôi chén tới tấp và thường là tôi liếm cạn sữa trước. Đôi lúc làm sữa bắn tung tóe, mẹ có phản nản nhưng tôi mặc kệ, vẫn phải lo ăn uống cho xong, cho phê đã. Hồi đầu tôi mới được đón về nuôi, lúc 2 tháng tuổi, mẹ không biết cho tôi uống sữa tươi của anh Đấu và em Mia. Tôi đi ngoài mất 2 hôm, nên cả nhà lưu ý với cún của tôi, đặc biệt là bôn khác như tôi, trong lịch lượng phải mạnh gạch thôi, nhưng mà khá nhạy cảm với thức ăn và thời tiết. Uống sữa thì cần uống loại dành riêng cho cún, hoặc vẫn muốn tụi tôi uống sữa tươi của người thì phải đun sôi để nguội nha. Thì sao lại thế thì tôi cũng chả biết, thấy mấy chuyên gia chó khuyên thế. Ngoài thức ăn hạt dành riêng cho cún cùng với sữa hay trứng gà, tôi còn có thể ăn thịt gà, xúc xích cho cún, thịt bò, heo, lan heo, lan gà, nhưng phải cho ăn nhạt, nếu không tụi tôi sẽ bị rụng lông, nên sắc giảm đáng kể. À, có điểm này quan trọng lắm nè, tuyệt đối không cho cún ăn sô cô la nhé, vì sô cô la có chứa theobromin cũng như caffeine, đây là loại chất kích thích, một lượng nhỏ cũng khiến cún bị đau bụng, nôn mửa hoặc tiêu chảy. Tóm lại ăn sô cô la sẽ khiến tôi ngộ độc nặng, có thể nguy hiểm cho các bạn nhỏ này của tôi. Mọi người thấy dáng tôi lúc ăn ngon không? Cũng ngon lành kiểu lông mượt tay rảnh đầy duyên dáng, hay có chỗ viêm da trên lưng vẫn chưa khỏi khiến mẹ tôi hơi lo lắng. Bạn này tôi ăn chưa xong mà thấy ba và anh Đấu đi ra ngoài, chắc là đi chơi rồi. Vậy là tôi cũng hóng hớt rồi cuống lên bỏ phần ăn để chạy theo, cuối cùng cũng bị ba đuổi vào. Tôi đành cung cúc nghe lời, tiếp tục hét hớt hét tới hạt cuối cùng. Cô ơi, cô đợi đồ ăn hả? Cô đợi đồ ăn đúng không? Ok, cô đợi xíu nha. Cô đợi xíu nha. Bữa tối của tôi lúc 19 giờ, hôm nay tôi được ăn tối với phô mai kèm thức ăn hạt. Mọi người thấy em Moya đang bóc phô mai cho tôi tay cứ thân thắt. Em ấy rất thích đưa thức ăn cho tôi và chọc tôi. Có đồ ăn tới là tôi lụng phô mai chén trước, cứ gọi là lốm cả miếng, nhà nhập răng, thế đã gì đâu. Đang ăn mà Mia còn lôi cái hình đồ chơi ngặt quỷ ra phá tôi. Em ấy rất thích nghịch cuồng với tôi, chả hiểu sao tôi cũng thích cuồng thế em ấy. Thêm anh Đấu nữa, lúc tôi ăn cứ đi tới đi lui, làm tôi cũng mất tập trung, vừa ăn vừa ngó qua ngó lại. Mẹ mà thấy tôi mất tập trung thế này là lần sau lại bắt tôi ăn trong chuồng, ăn xong mới được cho ra, và như thế là tôi không thích, tôi ghét ở trong chuồng lắm. Hy vọng mọi người xem video này không chỉ đơn giản giải trí bằng việc coi tôi ăn, mà còn có những thông tin hay và bổ ích, đặc biệt đối với những người yêu cún hay những người đã hoặc sẽ nuôi bùng phát. Mong mọi người thích video, hãy nhấn like và subscribe cho kênh Gia Đình Coco nhé.